Nhà vườn trồng thanh long tại đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng lớn từ việc Trung Quốc tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc. Những vườn thanh long đang trong giai đoạn kinh doanh và cho trái, cần chế độ chăm sóc ra sao để ứng phó với tình hình khó khăn này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 27 tháng 2 năm 2022 với phần tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.